Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các gia đình, thân nhân, các đồng chí, bạn bè của cố Trung tướng Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Bình, thay mặt ban tổ chức và gia đình của Trung tướng, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn lòng kiên nhẫn của tất cả các quý vị đại biểu. Vì tình hình thời tiết bất cập, bất khả kháng nên là các đại biểu và các đoàn đến quá chậm trễ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị làm lễ chào cờ, sau đó là phần mặc niệm, chúng ta có nhạc, sau đó là ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện các đoàn và các gia đình, thân nhân, các bạn bè thân hữu của cố Trung tướng Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Bình. Rồi đến phần dùng cơm và chụp ảnh lưu niệm. Bây giờ nhà đầu tiên là tình báo miền do đại tá Nguyễn Văn Đầu, anh hùng quân đội dẫn đầu. Thứ ba, xin giới thiệu có đại diện của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Minh thượng tá, phó chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn của chi đội 10 do đồng chí Ánh dẫn đầu. Đoàn của Hội Cựu chiến binh tình báo quốc phòng Liên khu 3 do đồng chí Trần Quốc Vũ thư ký. Ban
đoàn của ban liên lạc truyền thống kháng chiến Thủ Biên do bà Tâm. Đoàn của ban liên lạc quân dân y chiến khu D. Dạ, bà Tâm. Đại diện đảng bộ địa phương của xã Phước Kiểng có ông Ba Vân. Đại diện cho hội cựu chiến binh nhà bè, đồng chí Nguyễn Văn Niệm, Ba Niệm, chính ủy lữ đoàn phòng không 77. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Bình Dương đã đến tham hương, xin chúng ta được thông cảm đồng chí bận việc. Các đồng chí thứ trưởng Nguyễn Thế Vinh, đồng chí trung tướng tổng cục trưởng tổng cục 2 Vũ Chính và gia đình đồng chí Lê Đình Chi đều có đại diện đã điện thoại. Và xin lỗi với lại ban tổ chức và gia đình của trung tướng, thời gian và sức khỏe với lại sự bất cập về mưa gió hôm nay là các gia đình không đến được, nhưng mà cũng gửi quà thắp hương. Đặc biệt xin giới thiệu đại diện các gia đình thân hữu và đồng chí thân thiết nhất của trung tướng, gia đình ông Huỳnh Văn Nghệ có con gái là bà Nguyệt và ông Phước đến dự. Đặc biệt cũng xin giới thiệu gia đình của ông Ba Phương Tý có bà Tân đến dự. Đại diện của gia đình luật sư Nguyễn Thành Vĩnh có bà phu nhân của ông Nguyễn Thành Vĩnh. Đại diện của gia đình bà Diệp, nguyên thư ký của ông Nguyễn Bình tại Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ, đồng chí Trung. Đại diện của đoàn quyết tử 950 do bà Lan và bà Thanh dẫn đầu. Về phía đoàn tình báo riêng ai xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tám Chứa, đại tá nguyên phụ trách phần kỹ thuật tình báo từ những ngày đầu của Trung ương Cục Tình báo Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đại diện đoàn làm phim đang làm những bộ phim về Trung tướng Nguyễn Bình có anh Thuần đạo diễn và chị Minh Nhung từ miền Bắc vào dự của chúng ta. Xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đảng, thượng tá chính trị viên Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè cũng đến dự của chúng ta. Đồng chí xã đội trưởng của xã Phước Kiểng cũng đến dự với chúng ta. Xin giới thiệu hiệu trưởng trường Nguyễn Bình cũng đến dự với chúng ta. Thank you.
xin giới thiệu đến phục vụ và giúp việc quay phim hôm nay có phóng viên Anh Tuấn. Xin được cảm ơn. Đến dự và đưa tin, dù chúng ta còn có phóng viên Huỳnh Nga của Báo An Ninh. Dạ, một thông tin chúng tôi mới được biết, có đồng chí Dương Minh Hoàng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố đến dự với chúng ta. Ngoài ra cũng xin được các đại biểu của buổi lễ hôm nay hết sức bỏ lỗi vì tình hình mưa gió bất cập, cho nên một số đại biểu đến và ghi danh có thể chưa được chính xác. Ở đây nhìn thấy ngay và cũng xin được giới thiệu đại diện các nghệ sĩ của đội văn nghệ chi đội 10 là được thấy các đồng chí nhiều nhất, có lẽ là tất cả các đồng chí đứng lên để cho mọi người được biết mặt. Và xin nhờ bác, chúng ta sẽ có một bài hát nào đó mà là truyền thống những ngày trung tướng còn lãnh đạo chúng ta chiến đấu ở trong miền Nam, được chưa? Dạ, cảm ơn các chị. Nguyễn Văn Đầu sẽ nói đôi lời về thân thế sự nghiệp và cảm nhận về trung tướng Nguyễn Bình của đại tá. Thân nhân của ông Bình còn có gia đình của ông Bùi Văn Một và chuyện thì đó rõ tên đại biểu. Xin thưa các đồng chí, đồng đội, tôi tên là Nguyễn Văn Tàu, dân bà Rịa, chống pháp là phó trưởng tiểu ban buôn báo của tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn. Thì năm 1950 thì dự khóa bổ túc cán bộ trung đội trên An Thành, Bến Cát, thì tới tháng 7 năm 50 mới được biết trung tướng Nguyễn Bình. Thì thời đó tôi là cán bộ trung đội thôi. Đồng chí Nguyễn Bình đã là trung tướng tư lệnh quân khu rồi. Thì hôm nay tôi xin đọc cái bản về trình bày về tiểu sử thân thế của liệt sĩ trung tướng Nguyễn Bình, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bản này do gia đình cung cấp. Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa toàn thể quý khách, thêm nghe kính thưa thân nhân gia đình liệt sĩ anh hùng trung tướng Nguyễn Bình. Vào ngày này cách đây 61 năm, ngày 29 tháng 9 1951, đồng chí trung tướng Nguyễn Bình đã hy sinh trên đất bạn Campuchia. Nguyễn Bình, người được Bác Hồ ký sắc lệnh phong trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy quân sự có tài và dũng cảm, đã mãi rời xa chúng ta khi tuổi đời còn quá trẻ. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin trình bày vài nét về tiểu sử của trung tướng Nguyễn Bình. Ông tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Với lòng ái quốc, thương dân, căm thù giặc xâm lược, ông đã tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Ông là một trong những người sáng lập là linh hồn của chiến khu Đông Triều, tức chiến khu Trần Hưng Đạo, một trong những chiến khu lớn của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trực tiếp tham gia khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cách mạng tháng 8 ở vùng Duyên Hải Đông Bắc. Ông đã trở thành người lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng của chiến khu Đông Triều,
một vị tướng lĩnh kiên cường, nghĩa hiệp, giàu đức hy sinh, lòng dũng cảm và tài thao lược. Chính vì vậy, ông đã được giao nắm giữ nhiều cương vị trọng trách trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, như tư lệnh thành phố Hải Phòng và liên tỉnh miền Duyên Hải Đông Bắc, phái viên quân sự của Trung ương tại Nam Bộ, tư lệnh giải phóng quân Nam Bộ, khu trưởng khu 7, phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ, quân khu ủy viên khu 7, ủy viên quân sự Nam Bộ, tư lệnh bộ tư lệnh Nam Bộ, quân sứ ủy viên. Quá trình hoạt động cách mạng của Trung tướng Nguyễn Bình ở miền Nam là một chương lớn trong sự nghiệp cách mạng của ông. Năm 1945, giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, đẩy mạnh quy mô bình định Nam Bộ. Chiến trường miền Nam hết sức rối ren phức tạp, đến mức người ta ví như thời kỳ thập nhị sứ quân. Các lực lượng vũ trang đang tan rã và phân hóa thành nhiều nhóm nhỏ, như bộ đội Quần Dân Nghệ, bộ đội Tôn Ký, bộ đội Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài, nhân dân. Tình thế hiểm nghèo nghìn cân treo sợi tóc. Tháng 10 năm 45, Bác Hồ về Trung ương cử một đặc phái viên vào miền Nam, đó chính là Nguyễn Bình. Lúc đó đang là tư lệnh đệ tứ chiến khu Đông Triều, giờ là tư lệnh Hải Phòng. Vừa đặt chân đến chiến trường miền Nam, Nguyễn Bình đã thấy rằng việc cấp bách là cần phải tập hợp các lực lượng kháng chiến với một sự chỉ huy thống nhất. Đây là một sứ mạng cực kỳ phức tạp và khó khăn. Ông đã dựa vào đảng, vào quần chúng để đấu tranh chống giặc xâm lược, lấy chính nghĩa thu phục lòng người. Ông nhiều lần mạo hiểm cải trang vào Sài Gòn, trực tiếp gặp và vận động giới trí thức tư sản yêu nước tham gia và ủng hộ cách mạng. Ông đã nhận được sự tin cậy và ủng hộ của các tướng lĩnh Nam Bộ như Bùi Văn Nghệ, Tô Ký, Trần Văn Trà. Sau đó, Nguyễn Bình đã triệu tập một cuộc hội nghị quân sự với mục đích thống nhất các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ, lấy tên Giải phóng quân Nam Bộ do Nguyễn Bình làm tư lệnh, mở ra một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Nam Bộ trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Với tấm lòng hào hiệp, nghĩa tình, Nguyễn Bình luôn được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và trí thức Nam Bộ tin yêu và luôn hết lòng ủng hộ. Giải phóng quân Nam Bộ ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều chiến công hiển hách, giang dội khiến giặc Pháp phải kinh sợ. Với tầm nhìn xa, ông đã thành lập trường quân chính, trường thiếu sinh quân để đào tạo cán bộ cho quân đội, thành lập ban công tác thành tự vệ, thành tiền thân của đội biệt động Sài Gòn Chợ Lớn, thành lập tiểu đoàn quyết tử 950. Với nhiều công lao đóng góp to lớn cho Nam Bộ, năm 48, Nguyễn Bình được Bác Hồ ký sắc phong trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 49 ra sắc lệnh cử ông làm tư lệnh bộ tư lệnh Nam Bộ. Ngày 29 tháng 9 năm 51, trung tướng Nguyễn Bình đã hy sinh trên đường đi công tác ra Trung ương, để lại bao tiếc thương cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Sau 49 năm nằm lại cô đơn bên cánh rừng heo hút, ngày 29 tháng 2 2001, hài cốt trung tướng đã được đem về nguyên vẹn, tải tán dưới lòng đất mẹ, trên một vị trí trang trọng đẹp đẽ của nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Với những công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trung tướng Nguyễn Bình đã được đảng và nhà nước truy tặng huân chương quân công hạng nhất, đầu tiên trong toàn quân, huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu cao quý là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.